Xin kính chào quý vị đã đến với kênh thông tin Invest TV, nơi chúng tôi cập nhật những thông tin nổi bật nhất hiện nay. Thưa quý vị, trong quý 1 vừa qua, khi dịch COVID-19 lắng xuống, thị trường bất động sản sôi động trở lại. Đây là giai đoạn các phân khúc, điển hình như đất nền, nhà ở, có lượng giao dịch khả quan nhất trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 5, khi dịch bệnh một lần nữa bùng phát, thị trường bất động sản trở nên trầm lắng và thanh khoản lao dốc, khiến phần lớn các doanh nghiệp dần đuối sức. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, kính mời quý vị theo dõi chuyên đề sau của Invest TV. Thực tế cho thấy, từ đầu năm nay, thị trường bất động sản cho thuê tại các đô thị lớn còn chưa kịp vực dậy sau những lao đao từ 3 làn sóng COVID-19 liên tục đổ bộ, nay lại thấm đòn hơn khi đón làn sóng thứ tư. Mặc dù chủ nhà chấp nhận giảm giá để có khách thuê, nhưng tỷ lệ lấp đầy vẫn chỉ ở mức từ 30-40%. Không chỉ khó khăn vì mất khách do ảnh hưởng từ dịch bệnh, chủ các căn hộ cho thuê ở hai đô thị lớn còn trăn trở với đề xuất thu thuế đối với loại hình căn hộ cho thuê. Thu thuế từ hoạt động cho thuê căn hộ và mặt bằng kinh doanh là chính sách không mới, đã được triển khai từ năm 2015 cho đến nay. Động thái thí điểm siết chặt loại thuế này là giải pháp giúp quản lý thuế hiệu quả hơn, góp phần chống thất thu ngân sách. Tuy nhiên, không phải ai cũng chủ động kê khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Nó cũng giống như các cái hoạt động sản xuất buôn bán hàng bình thường thôi, thì hầu hết là không xuất hóa đơn đối với các hộ kinh doanh, các cửa hàng cửa hiệu. Hoặc đôi khi chúng ta muốn yêu cầu hóa đơn thì người ta lại bảo tính thêm cái thuế giá trị tăng vào. Thì suy ra là bình thường người ta trốn thuế, người ta không khai báo doanh thu. Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt thu thuế căn hộ cho thuê tại 5 chung cư tại quận 11. Các đối tượng thuộc diện thí điểm gồm cá nhân, tập thể cho thuê nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê mặt bằng tại chung cư. Các cá nhân, tổ chức trực tiếp kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong khu vực chung cư. Còn tại Hà Nội, Cục Thuế cũng đã chỉ đạo chi cục quận, huyện tăng cường rà soát, quản lý với các hộ cá nhân cho thuê nhà, hộ kinh doanh nhà nghỉ, lưu trú. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương quản lý lưu trú để kịp thời phát hiện, xử lý không đăng ký kê khai, nộp thuế đối với việc cho thuê nhà, cơ sở lưu trú của chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc siết thuế đối với cho thuê căn hộ cũng gặp không ít thách thức. Vì rất nhiều lý do, chẳng hạn như chưa được kê khai, hoặc chẳng hạn như bạn không thể tìm được chủ nhà, hoặc là tìm được chủ nhà thì lại gần như không phải đúng chủ nhà, mà lại chủ lại là một người khác. Thế cho nên là ở đây nó đang phát sinh ra rất nhiều câu chuyện. Theo luật hiện hành quy định, người cho thuê căn hộ nếu doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên cần phải đóng hai loại thuế là 5% thuế giá trị gia tăng và 5% thuế thu nhập cá nhân. Tức là với quy định như vậy, chỉ cần người cho thuê nhà có doanh thu từ 8,3 triệu đồng một tháng trở lên là phải đóng thuế. Nhiều chủ nhà chia sẻ, mức để bắt đầu đóng thuế như vậy là thấp, cần nâng lên mức cao hơn, có kèm thêm bù trừ chi phí phát sinh như phí bảo trì, bảo dưỡng, phí khấu hao tài sản cố định. Bên cạnh đó, nếu mức thuế cao đồng nghĩa với việc giá cho thuê cũng bị đẩy lên theo, khiến việc cho thuê càng thêm khó khăn. Còn về phía người đi thuê nhà, họ mong muốn tiền thuế được điều chỉnh giảm để có thể kéo giảm giá thuê. Bởi lâu nay, tiền thuế vẫn được tính vào giá thuê nhà và cuối cùng người đi thuê lại phải chịu mức thuế này. Để nâng tính khả thi của chính sách này, luật sư Trần Minh Hải, giám đốc công ty luật Basico nhận định, ngưỡng giảm trừ gia cảnh trước đây là 9 triệu đồng một tháng, nó tương ứng với mức thuê nhà dưới 100 triệu đồng. Nhưng hiện nay, ngưỡng giảm trừ gia cảnh đã được quy định trong luật nâng lên 11 triệu, nghĩa là tương ứng với 132 triệu đồng một năm. Chúng ta tham khảo cái đó để xem xét góc độ người nộp thuế đối với hoạt động cho thuê nhà. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ngành thuế nên thu thập dữ liệu về mặt bằng giá từng khu vực, hướng dẫn kê khai hơn là siết chặt thu thuế do lo ngại tác động tới nguồn cung căn hộ cho thuê. Nhiều chuyên gia cho rằng việc cá nhân có bất động sản cho thuê đạt doanh thu trên 100 triệu đồng một năm phải kê khai khiến tình hình tài chính và cuộc sống của người cho thuê nhà ít nhiều bị ảnh hưởng. Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét nâng mức doanh thu chịu thuế trong thời điểm khó khăn như hiện nay. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không ít cửa hàng cho thuê lâu nay phải đóng cửa với những biển hiệu cho thuê mặt bằng. Điều đáng nói, mặc dù nhiều cửa hàng treo biển từ lâu nhưng ít người tới hỏi thuê hoặc mua lại. Đặc biệt, với thông tư 40 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, người cho thuê nhà có doanh thu cho thuê đủ 12 tháng từ 100 triệu đồng trở lên phải nộp thuế khiến cho không ít chủ nhà phải lao đao. Thực ra bản chất là cái thuế nó có hai tác dụng. Một là nó áp lực để cho các doanh nghiệp cũng như các cái gia đình phải đẩy cái năng lực lên để khai thác cái tài sản nó có hiệu quả. Cái thứ hai nữa là cũng là áp lực cho các cái chủ đầu tư.
Vì vậy, việc đề xuất nâng hạn mức doanh thu cho thuê nhà trên 200 triệu đồng một năm mới phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân nhằm tạo điều kiện để khuyến khích phát triển thị trường nhà cho thuê. Đánh thuế vào thời điểm này, thứ nhất gây khó khăn cho các cái hộ dân trong bối cảnh kinh tế suy yếu. Thứ hai, có thể tạo ra những cái hệ lụy là giảm bớt đi cái hoạt động đầu tư vào các căn hộ, có thể cũng dẫn đến cái hệ lụy làm giảm các cái việc đầu tư phát triển các cái dự án nhà ở. Hiện nay, ở các nước công nghiệp phát triển như châu Âu và Bắc Mỹ, khoảng 70% dân số lựa chọn phương thức thuê nhà để ở là chủ đạo. Ngược lại, tại Việt Nam, phân khúc thị trường nhà cho thuê chiếm tỷ lệ rất thấp, đáp ứng một phần nhu cầu của người dân. Đặc biệt đối với các gia đình Việt Nam, việc tích góp để sở hữu thêm căn nhà là một câu chuyện phổ biến. Thậm chí số tiền thu nhập từ việc cho thuê hơn 8 triệu đồng một tháng chỉ đủ cho việc chi tiêu hàng ngày nhưng lại phải chịu mức thuế cao. Đâu là đối tượng cần áp dụng mức thuế này? Liệu quy định trên đã hợp lý và cần xem xét lại hay không? Thưa quý vị, mặc dù còn nhiều khó khăn như siết chặt quy định thu thuế căn hộ cho thuê, đề xuất nâng cấp doanh thu chịu thuế chưa được duyệt, thị trường bất động sản vẫn được xem là kênh ăn chắc, mặc bền vì nhu cầu luôn hiện hữu. Theo ghi nhận, hiện đang có làn sóng nhỏ nhà đầu tư rút tiền tiết kiệm để chuyển sang bất động sản, chờ cơ hội khi dịch đi qua. Trong thời gian vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp để hạ thấp lãi suất tiền gửi tiết kiệm so với trước kia, làm cho việc gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn như trước. Và vì thế, đã xuất hiện một dòng tiền khổng lồ đổ vào các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, đặc biệt là thị trường bất động sản. Theo các nhà đầu tư nhận định, bất động sản sẽ là kênh đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận cho tương lai. Sau cái đợt mà Covid năm trước thì cái bất động sản tăng trưởng rất là cao. Thứ hai là cái lãi suất của các ngân hàng hiện tại nó đang cho vay rất là thấp. Nên là chúng ta mà sử dụng cái nguồn vốn của chúng ta để đầu tư bất động sản vô cái kênh đó thì theo bản thân em nghĩ thì nó sẽ là một cái kênh đầu tư lợi nhuận trong tương lai. Bây giờ những người có nhiều tiền thì họ cũng vẫn ném tiền vào bất động sản thôi, đổ tiền vào bất động sản thôi. Và họ không, ngoài hiện tại thì ngoài bất động sản đã không có một cái kênh nào mà nó an toàn mà nó bền vững bằng bất động sản cả. Theo các chuyên gia, trong suốt nhiều thập kỷ qua, biểu đồ giá nhà đất tại Việt Nam đi theo chiều hướng tăng dần, dù có rẽ sóng ở một số giai đoạn nhưng nhanh chóng phục hồi. Trong 16 năm qua, giá bất động sản tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tăng 22 lần, trong khi giá vàng chỉ tăng hơn 5 lần. Người dân vẫn giữ thói quen tích trữ, trong lĩnh vực nhà đất cũng không ngoại lệ. Bất động sản là thứ bất động, trong khi là người dân thì vẫn tiếp tục sinh sôi và cái nhu cầu về nhà ở vẫn tiếp tục tăng. So với các cái nước phương Tây đi thì chúng ta thấy rằng là hầu như họ để ở thuê là nhiều và họ không có muốn sở hữu một cái sản phẩm nào vì họ muốn dịch chuyển. Trong khi Việt Nam mình là vẫn cái lối sống là an cư lạc nghiệp. Dù dịch Covid-19 đang ảnh hưởng rất nhiều đến các ngành nghề nhưng vẫn có làn sóng đầu tư vào nhà đất, nhu cầu về nhà ở vẫn tiếp tục tăng, cộng với rủi ro về các kênh đầu tư khác càng cho thấy bất động sản là một kênh đầu tư tiềm năng hơn cả. Có thể thấy, bức tranh bất động sản trong hai quý đầu năm 2021 không có nhiều chuyển biến mang tính đột phá, vì nền kinh tế Việt Nam vẫn phải gồng mình chịu thiệt hại do dịch bệnh. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập hạn chế của đại đa số người dân trong thời điểm này khiến thị trường rơi vào trạng thái trầm lắng. Tuy nhiên, một kịch bản tích cực hơn sẽ xảy ra nếu giữa quý 3, tỷ lệ tiêm vaccine được triển khai tối đa. Dự báo thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng ít nhất 25-30% so với 6 tháng đầu năm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, công ty cổ phần tập đoàn Mic Group Việt Nam, công ty cổ phần ATM Lucky Việt Nam và thương hiệu sữa Lucky Milk. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế, bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 0823 465 555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập@gmail.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào quý vị, chúc quý vị mạnh khỏe và cùng nhau nâng cao ý thức để vượt qua đại dịch. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo của InvestTV.